Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người muốn mua một đôi giày để chơi bóng rổ, chơi pickleball hay là chơi bóng chuyền, cầu lông, đấy thì mọi người có thể tham khảo món này. Món này thì chúng ta hoàn toàn có thể đeo đi tập gym hoặc là đi chơi hàng ngày cũng rất là đẹp mọi người. 3,2 triệu cho còn 1,220 miễn ship, hỗ trợ mua kèm lót giày 130 chỉ còn 80.000. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Sport Hùng đây, và hôm nay Hùng mang đến cho mọi người một chương trình, đó là khuyến mãi giày Li Ning chính hãng lên đến 60%. Đó chính là mẫu giày này. Bên Hùng thì vừa mới về được size 42 và 43, chỉ có size 42 và 43. Và mẫu giày này chỉ phù hợp cho anh em chân gọi là chân gọn nha, chân bè hoặc hơi bè đều không thể đi được, bởi vì mẫu này nó rất là ôm chân mọi người ạ. Và mẫu này phải tăng một size nhá. Ví dụ như anh em đi size 41 thì sẽ là tăng lên size 42. Còn anh em bình thường đi size 42 thì tăng lên size 43. Và vẫn với yêu cầu là chân anh em phải gọn, không được bè. Đấy thì đây là một mẫu giày bóng rổ cao cấp đến từ thương hiệu Li Ning, một mẫu giày bóng rổ để thi đấu chuyên nghiệp nhá, giày cao cấp luôn nha mọi người. Giá gốc của con này là 899 tệ. Nó tương đương với khoảng 3,2 triệu tiền Việt. Đây, mẫu này sản xuất của 2023. Đấy, 2023 thì nó mới có hộp và có in hình ảnh lên đôi giày như này. In hình ảnh lên cái tem như này. Đấy. Cái hộp của nó thì rất là xịn, rất là cứng cáp. Bản size của đôi giày này thì nó sẽ được in bên trong hộp giày. Ngày đáng sản xuất đây, 2023-08-09 nha mọi người. Đấy. 8 tháng 9 năm 2023 nha. Đấy. Cái hộp của nó rất là xịn, là kiểu nó như kiểu cái hộp này là hộp độc quyền, có nghĩa là độc chỉ thiết kế riêng cho đôi giày này mọi người. Đấy, con này thì siêu hơn 60%. Con này thì mọi người có thể sử dụng, dĩ nhiên là nó là giày bóng rổ rồi thì chúng ta sẽ có thể sử dụng chơi bóng rổ. Ngoài chơi bóng rổ ra thì mọi người có thể chơi dùng con này chơi pickleball rất là hợp, bởi vì Hùng đã có những khách hàng mua chơi pickleball và rất là khen. Nhưng tuy nhiên nó phải hợp với form chân của mọi người nha, chứ nếu mà mọi người chân bè thì đi khó chịu không đi được đâu mọi người ạ. Đấy thì giới thiệu với mọi người về giày. Đây, đôi giày màu đen rất là đẹp, kết hợp một số hoa tiết, nó trông nó sẽ thêm phần trẻ trung. Đấy. Đôi này thì có thể chơi cầu lông này, pickleball hay là chơi bóng chuyền. Cầu lông cũng có thể chơi được, Hùng cũng đang dùng đôi này để chơi cầu lông. Mới đầu thì cảm giác nó hơi kiểu gọi là nó hơi kiểu nặng nặng và hơi vướng vướng chân một chút, nhưng mà đi một thời gian quen rồi thì Hùng lại rất là thích đôi này. Đấy, nó êm và đi cảm giác nó không bị tê chân, nhưng mọi người đi lâu nó không bị tê chân. Đấy. Thì giới thiệu cho mọi người một chút nhá, với những gì Hùng biết. Đấy. Ok, đầu tiên mặt đế này, mặt đế thì được làm bằng chất liệu cao su chống mài mòn. Mặt đế khá là dày dặn. Đấy, và được thiết kế các cái đường vân để giúp cho nó bám nền. Tuy nhiên rồi giày bóng rổ thì nó phải thiết kế để làm sao cho tối ưu cái khả năng kiểu chuyển hướng, khả năng phanh và chuyển hướng. Đấy, đấy thì cao su được phun sơn đồng màu đen. Đấy. Tiếp theo là một miếng nhựa, một cụm nhựa, gọi là một cụm nhựa kết nối phần gót và phần phía trên. Đấy, một cụm nhựa và thậm chí nó xuyên suốt cái phần gót chân này. Đấy, trông khá xịn và cao cấp nha mọi người. Đấy thì cái công nghệ này nó sẽ giúp chống lật cổ chân, giúp kiểu khi mà chúng ta bật lên và chúng ta tiếp đất ấy, thì mặt đế nó sẽ giữ được cách ổn định và nó sẽ không bị xoắn theo các chiều, dẫn đến là chúng ta kiểu bị lật cổ chân nha mọi người. Đấy, có nghĩa là nó sẽ giúp giữ ổn định mặt đế. Ngoài ra công nghệ này nó còn có tác dụng, đó là giúp chúng ta đỡ bị tê mỏi chân khi mà chúng ta vận động với cường độ cao. Đấy. Ngoài ra thì nó có công nghệ bo viền đây nữa, bo hai bên viền đấy cao này. Đấy, mọi người thấy phần này nó bo rất là cao. Đế con này không cao, nó chỉ tới tầm này thôi, mà trong đấy nó chỉ tới tầm này thôi, nhưng mà nó bo cao lên để giúp cho chúng ta bảo vệ, hạn chế lật cổ chân, cũng như là nó cái thiết kế kiểu này kết hợp với cụm nhựa này, nó cũng sẽ giảm cái việc chúng ta đi lâu bị tê, bị mỏi chân ấy, mỏi lòng bàn chân người. Đấy, hoa tiết phía gót này đây thì nó kiểu cách điệu các chữ cái trông khá là hay, kiểu nó thêm phần trẻ trung ấy. Đấy, và cái sách ở gót này trông khá xịn. Đấy, đi giày và sách nó như này. Ok, về phần chất liệu phía trên thì mọi người, về giảm chấn đi. Con này sử dụng công nghệ giảm chấn số 1 của nhà Li Ning bây giờ. Này, là công nghệ Boom kết hợp với cả công nghệ Lifeform Plus nhá. Này, nó có độ đàn hồi rất cao, và đặc biệt là nó chất liệu này thì nó rất là nhẹ. Vừa nhẹ và có độ đàn hồi thì rất cao nha mọi người. Đấy, dí cho mọi người xem, nó rất là mềm mà nó muốn đẩy tay Hùng ra luôn. Không vừa dí vào là nó như kiểu nó đẩy tay Hùng ra luôn đấy. Đấy, cái lớp giảm chấn này nó rất là dày, nó xuyên suốt từ phần gót và đến phần trên này thì nó nằm ở phía trong nha mọi người. Đấy, qua mặt đế này chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được. Đấy. Ngoài ra thì nó cũng có phần, tuy là đôi này kiểu form nó gọn, nhưng mà chỗ này thì nó lại làm cũng hơi bè ra để gọi là để giúp chống lật như mọi người. Đây, người chống lật ở đây nó làm hơi bè ra này, mọi người thấy không? Nhưng mà đôi này form, tại vì chân Hùng cũng gọi thuộc dạng là chân bình thường,
Hùng đi Hùng còn thấy nó khá là ôm, thì chứ đừng nói là anh em chân bè, nhưng là anh em chân bè không đi được đấy, chứ nếu không thì nó hết hàng lâu rồi. Nghĩ đôi này sale một phần chính là vì cái form của nó đấy mọi người, nó sale sâu kiếm được giá tốt thì dĩ nhiên là Hùng phải săn rồi, nhưng mà đa phần nguyên nhân nó sale mà để có mức giá tốt dã man như thế này thì một phần gần như là do cái form dày này, nó một là nó không đúng với bản size thường của Yên Ninh, chiều dài các thứ thì vẫn như thế, thông số vẫn như thế, thậm chí Hùng lót cái lót ví dụ size 42 thì Hùng cho lót 42 vào nó vẫn vào, nó vẫn đủ chiều dài, nhưng mà cái mũi này nó, cái mũi này nó nhọn này, nên là chân chúng ta cùng lắm là chúng ta sẽ đến tầm này nó sẽ kiểu nó bị kích lại rồi đấy, chứ nó sẽ không tận dụng dài hết đôi giày được đấy, cũng như là bề ngang cũng thế, nó dẫn đến là đôi dài giày thì chiều dài thực tế thì đủ, nhưng mà cái không gian cho chân của chúng ta thì nó không đủ, nên là dẫn đến chúng ta phải tăng size mọi người đấy. Tiếp theo về phần da này, đấy chất liệu phía trên thì nó da có các đường kiểu vân này đấy, nó cũng sẽ giúp bảo vệ khi mà nhớ đâu bị ma sát với mặt sân ấy. Đấy, bảo vệ phần da giày, nên là nó cũng được làm rất là cao lên, cũng bảo vệ chống kiểu mòn mòn má giày các thứ đấy. Đấy, ngoài ra thì nó có một cái miếng kiểu vừa giống nhựa vừa giống cao su, gọi là cứ gọi là chất liệu kết hợp cả hai đi ở phần mũi giày này. Thì Hùng về mảng cầu lông thì cũng không hiểu là cái này nó là công nghệ để giúp làm gì, nếu anh em biết thì có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết đấy. Nhưng một miếng nhựa kiểu cao su, nhựa cao su thì đấy. Phần phần phía đây thì lớp da gia cố thêm ép nhiệt, lớp da gia cố lên phần vải dệt, phần vải dệt này khá mềm nhưng cũng rất dày dặn và chắc chắn. Ngoài ra bên trong nó còn được lót một lớp vải nữa nha mọi người, nên mọi người hoàn toàn yên tâm đấy. Thì bây giờ Hùng xin giải thích với mọi người một chút là tại sao đôi giày này nó lại kiểu sỏ và khó. Thứ nhất là cái form nó ôm rồi đã, cái thứ hai nó làm theo kiểu lưỡi gà liền mọi người ạ, à, cũng không phải liền à, liền đúng rồi, lưỡi gà liền mọi người ạ, tức là nó chúng ta sẽ phải sỏ vào liền một mạch luôn, chứ lưỡi gà này nó không rời, nó sẽ được may liền luôn, nên chúng ta sẽ khó có thể nắn chỉnh bên này bên kia đấy. Nhưng mà được cái thì sỏ những cái form giày này vào chân mà kiểu nó vừa thì đi rất là sướng, cái kiểu mà lưỡi gà liền ấy. Đấy, một trong hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai là cái cổ nó hơi cao, nên để dẫn đến khi mà cái góc chúng ta sỏ vào đôi giày nó cũng sẽ bị trúc xuống nhiều. Ví dụ chúng ta bị trúc xuống sâu, cái góc nó cắm xuống sâu này, thì nó cũng dẫn đến là việc chúng ta khó sỏ đôi giày vào. Nếu mà cổ nó thấp hơn thì chúng ta sẽ sỏ đôi giày vào, cảm giác nó sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo nữa là một nguyên nhân quan trọng mà chính bản thân Hùng trải nghiệm cái đôi giày này thì Hùng phát hiện ra anh em ạ. Đấy là vì cái lót của đôi giày này. Cái lót đôi giày này nó lại làm bằng đúng cái chất liệu, chính cái chất liệu giảm chấn của nó luôn. Nhưng mà nó có một nhược điểm Hùng phát hiện ra là nó rất là mút tất mọi người ạ. Nó rất là mút, giống kiểu gọi là chúng ta sỏ vào ấy. Khi chúng ta rút chân ra thì cái tất, cái chân của chúng ta nó cũng mút theo cái này, kéo cái này ra, nên là nhiều khi ví dụ sỏ vào rút chân ra, cái lót này nó cũng bị rút theo, nó cảm giác nó rất là khó chịu. Đấy thì Hùng nghĩ là mọi người lên thay một cái lót khác, khuyến khích thực sự nha. Cái này thì có thể sau này mọi người đi đôi giày nó rộng ra rồi, nó giãn, nó rộng ra thì mọi người có thể vứt cái lót này vào dùng. Nhưng mà nếu mà mới ấy, thì mọi người lên thay một cái lót khác. Mấy đôi này thì Hùng sale giá 3,2 triệu, chỉ còn 1,220,000 miễn phí ship nha mọi người. Thì bên Hùng có cái loại lót Linh chính hãng này, với Hùng bán 130,000. Nhưng với khách hàng mà mua đôi giày này ấy, thì Hùng sẽ hỗ trợ là bán cho khách với giá 80,000. Dĩ nhiên đây là bán lỗ nha mọi người, để hỗ trợ khách thay cái lót, thay cho cái lót này. Hiện tại Hùng cũng dùng chính cái loại lót này. Đấy, Hùng thấy cái lót này là phù hợp nhất với đôi giày này. Đấy thì Hùng dùng nó để thay cho cái lót này. Hùng đi rất là ok, sỏ giày vào nó cũng dễ hơn, và khi rút ra nó cũng không gây khó chịu cho mình. Cái lót này kiểu nó, một là nó kiểu nó mềm ấy, này mềm. Khi chúng ta sỏ vào nhiều khi là kiểu nó mút quá, nó kiểu nó bị nhăn cái lót này lên ấy. Đấy. Cái thứ hai là khi rút ra nó cũng bị rút ra theo, nó mút cái tất quá mọi người ạ, với chất liệu lót này. Đấy, còn với cái kiểu lót như này thì chúng ta sỏ ra sỏ vào cũng rất là dễ, mà bề mặt nó chống trơn trượt cũng rất là tốt đấy mọi người. Đấy. Đấy. Đây là lót giày của giày cầu lông. Nó form lót của nó sẽ cứng cáp hơn cái kia. Và nó kiểu sỏ vào nó kiểu dễ vào hơn, rút ra nó cũng dễ hơn mọi người ạ. Đấy thì đây là hỗ trợ khách nhá. Khách mua đôi này 120, hỗ trợ mua thêm lót này là 80,000. Là 1,3 triệu tròn. Còn đôi giày này thì quá ngon. Đấy, cái tầm giá đấy. Giá gốc 3,2 triệu giày cao cấp cơ mọi người. Một đôi giày cao cấp và được sản xuất với kiểu thiết kế hộp riêng thì mọi người biết là đôi giày có chất như thế nào đây. Thêm phần chữ ở đây viết chữ power này. Trong nó cũng kiểu khá là sang, và trong đôi giày nó có phần chất hơn. Đấy. À, thêm một điều nữa là đôi giày này có sợi phản quang. Những cái đây, những cái sợi ở giữa cái dây này, nó chính là sợi phản quang nha mọi người. Có thể là mọi người nhìn qua video này sẽ không thấy, nhưng mà nếu mọi người đi buổi tối và có ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ phản quang sáng lên. Đấy.
Đôi giày nó thì nó có cách điệu một vài đường chỉ. Cái này thì màu kiểu màu đỏ cam, nó cũng không phải màu hồng, gọi là đỏ hồng đi. Còn bên này là màu kiểu xanh chuối với các họa tiết kiểu chữ cái cách điệu, trông nó có phần sẽ gần đôi giày kiểu trẻ trung hơn. Đấy. Tiếp theo là cái điểm gót của đôi giày này thì nó rất là ngon, và điểm gót kiểu này thì khi xỏ xuống thì nó một là nó giữ gót rất là tốt, hai là khi xỏ xuống thì nó cũng sẽ dễ xỏ hơn với những cái dòng giày khác kiểu cũng cao cổ mà thiết kế gót không như này thì nó sẽ khó xỏ vào hơn. Cái này thì đấy, giữ gót rất là chắc chắn. Mà ngoài ra thì thiết kế cổ cao này thì nó cũng sẽ giúp chống lật cổ chân chúng ta an toàn hơn. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp thì nói chung là nó cũng sẽ hơi vướng ở cổ chân. Nếu mà chúng ta kiểu bước dướn rộng mà chúng ta đặt gót xuống và sau đó chúng ta mới tiếp giày xuống thì nó sẽ cảm giác là hơi bị vướng ở cổ chân một chút. Hùng thực tế trải nghiệm đấy, thì Hùng chia sẻ với anh em như thế. Nhưng mà lợi ích của nó là giữ cổ chân rất là chắc chắn và chống lật. Đi đôi này thì Hùng chưa thấy có dấu hiệu lật cổ chân lần nào hết. Đấy. Hùng đeo để đánh cầu lông nhá, đeo đánh hàng ngày luôn đấy. Đôi giày này là đôi giày Hùng đeo chính trong một tháng đổ lại đây. Thời gian vừa rồi thì Hùng kiếm được đôi này, nhưng mà bạn kiếm được hai lô rồi nhưng mà nó hết hàng, và đây là lô cuối cùng nhá. Đây là lô cuối cùng. Đấy, thì vừa mới về. Đấy, đôi giày chất từng chi tiết nha anh em. Đấy. Đôi giày 3,2 triệu mà sale còn 1,220 triệu miễn ship, lại còn hỗ trợ lót nữa. Cái lót này thì mọi người cứ để lại. Thì bao giờ đôi giày có thể nó rộng ra chẳng hạn thì mọi người thay cái lót về vào đi, thì khi xỏ ra xỏ vào Hùng nghĩ là nó cũng sẽ ok. Đấy. Anh em mới mua thì Hùng nghĩ là mọi người nên đeo đôi tất mỏng mỏng cũng được. À, với giày này thì mọi người sẽ nên đeo, phải đeo tất cao cổ nha mọi người. Phải đeo tất cao cổ bởi vì nếu mà mọi người đeo tất ngắn cổ ấy, những cái phần cổ giày này với cả phần lưỡi gà nó sẽ cọ vào cái phần da mà không có tất ấy. Đấy, thì với riêng cái mẫu này thì mọi người phải đeo tất cao cổ. Ok, 3,2 triệu cho còn 1,220,000 miễn ship và hỗ trợ lót này nhá. Lót này mọi người mua lót với giá 80,000 nhá. Lót này Hùng bán 130,000 và giá nhập thì cũng hơn 100 một chút rồi. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều, và cam kết là hàng chính hãng đây, mã code kiểm tra chính hãng đây nhá. Đấy, cam kết là hàng chính hãng, mọi người chỉ cần dùng ứng dụng có thể quét mã QR, hoặc với iPhone thì chúng ta chỉ cần chỉ camera phần chụp ảnh là nó sẽ hiện cái đường link lên để chúng ta bấm vào và chúng ta thực hiện check code rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 1 phút là có thể check chính hãng được. Đấy.